chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ là bể món sushi tại nhà. Con biển được dùng để cuốn sushi. Đây là phần cơm đã trộn dầu mè với lại muối, đã có nước muối tiêu đã có sẵn. Và đây là phần món ăn thêm kèm, gồm thêm kèm xúc xích, chả lụa leo và cà rốt. Đầu tiên mình sẽ cải rong biển ra. Cho lên một muỗng cơm, quét đều xung quanh bề mặt. Sau khi đã cổ, mình sẽ lấy cho một phần xúc xích vô, một phần trứng, một phần cà rốt, một phần dưa leo. Hai chả lụa. Sau đó mình sẽ cuốn lại. Sau đó mình sẽ bóp cho. Sau khi đã bớt, mình sẽ cắt cái phần này ra. Mình sẽ để này để mình ép lại. Sau khi ép chặt rồi. Mình sẽ cắt nó ra. Đó, mình sẽ sắp xếp trang trí cho sushi. Đó, mình sẽ làm nước sốt chấm. Và kết hợp với phần nước sốt cải chua.